Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Minh Audio. Kết thúc tập trước, khi lại có thêm mấy vị tôn giả nữa xuất hiện, làm cho cửu mệnh yêu tôn có chút kiên kỵ. Nếu như xuất hiện một hai người, thì nàng còn có đầy đủ lòng tin, thế nhưng cùng lúc xuất hiện nhiều tôn giả như này, cũng làm trong lòng nàng không khỏi trầm xuống. Đứng ở một bên thế thế, thiên phong tôn giả không khỏi cười lạnh nói. Cửu mệnh yêu tôn, ngươi là tôn giả yêu tộc, không nên tranh chấp với nhân tộc ta. Chúng ta chỉ cần kẻ này, ngươi mau chóng thối lui đi, nếu không, cửu mệnh yêu tôn ngươi không gánh nổi. Cửu mệnh yêu tôn bí sắc, nhiều tôn giả như vậy nàng còn có thể ngăn cản sao cửu mệnh yêu tôn thế nào Đụng không tôn giả lớn tiếng nói mỗi một chữ đều hóa thành đạo phù hắn quá mạnh mẽ lời nói như pháp có thể trấn áp thiên hạ thiên đạo đều bị đẩy ra ngoài rung động kịch liệt loại thanh thế này thật sự là quá kinh người khiến người ta tuyệt vọng chư vị đều là đến vì ta nhưng bản thiếu chỉ là một người các ngươi nhiều tôn giả như vậy muốn bản thiếu đi theo ai trở về đây từng từng cười lạnh nói hay là ta ra một chủ ý các ngươi chém giết một phen ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng ta sẽ đi với người đó thế nào từng trần thản nhiên nói ha ha tiểu tử này rõ ràng muốn chúng ta tự giết lẫn nhau thuật kích tướng nho nhỏ này ngươi cảm thấy chúng ta có thể trúng sao thiên phong tôn giả cười lạnh bất kể thế nào bắt giữ hắn trước rồi nói sau Đột không tôn giả xuất thủ bàn tay lớn của hắn thò ra giống như xuyên thẳng qua hư không trong nháy mắt đã tới trước mặt Tần trần đột nhiên một bóng người hiện lên xuất hiện ở trước mặt Tần trần chặn lại một kích này là cửu mệnh yêu tôn trùng kích đáng sợ quét qua cả tòa quản hàng phủ đều kịch liệt chấn động xa xa một khu vực quản hàng phủ lập tức nổ tung hóa thành hư vô tử thương vô số cửu mệnh yêu tôn ngươi thật sự muốn đối địch với chúng ta sao đụng không tôn giả lạnh giọng nói cửu mệnh yêu tôn không nói lời nào từng trần đi tới ánh mắt lạnh như băng nói các hạ là đụng không tôn giả của hư thần điện người giết quản hàng phủ nhiều người như vậy không phát giác ra là quá mức tàn nhẫn sao từng trần tức giận nói ha 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 quá đáng chẳng qua là chết đi một ít con kiến hôi mà thôi ngươi cho rằng vì sao các ngươi có thể an ổn sống qua ngày ở tứ đại thiên giới này tất cả đều là vì ta và thế lực đỉnh cấp của thiên giới ở chiến trường tiền tuyến hay các ngươi ngăn cản ma tộc xâm lấn mà thôi nếu không tứ đại thiên giới đã sớm rơi vào tay giặc nơi nào còn có các ngươi hừ thiên giới đều là chúng ta thủ hộ chúng ta trả giá nhiều như vậy tự nhiên có quyền sinh sát trong tay độ không tôn giả ngạo nghễ nói hắn mở miệng như vậy các tôn giả khác chung quanh đều không có bất kỳ lời nói và biểu cảm gì hiển nhiên đều đồng ý với lời nói của hắn trong mắt những tôn giả như bọn họ tứ đại thiên giới chỉ là hậu hoa viên của nhân tộc bọn họ sinh tồn đều là một ít con kiến cực kỳ thấp kém mà thôi nếu không có lợi ích của bọn họ tứ đại thiên giới đã sớm rơi vào tay giặc nào còn có thể sinh tồn ở đây trong lòng từng trần lạnh buốt không thể tưởng được trong thế lực đỉnh cấp của nhân tộc vậy mà có một loại lý tưởng như vậy làm cho lòng hắn lạnh lẽo được rồi bớt nói nhảm đi tới đây đi yên tâm các thế lực như hư thần điện ta cũng là vì suy nghĩ cho nhân tộc sẽ không làm gì ngươi chỉ là có một số chuyện muốn biết mang về hỏi thăm một chút mà thôi Đồn không tôn giả nói như vậy lần nữa ra tay ánh mắt nhìn chằm chằm từng trần bắt tới khí tức vô tận sôi trào quy tắc dâng lên khắp nơi đều là tiếng nổ vang ù ù chấn động ánh mắt cửu mệnh yêu tôn phát lạnh muốn động thủ thế nhưng thiên phong tôn giả đã ra tay xuất hiện bên cạnh cửu mệnh yêu tôn lập tức quy tắc hệ phong vô tận quanh quẩn mà đến tạo thành một kết giới hệ phong muốn trói buộc cửu mệnh yêu tôn giữa bàn tay thiên phong tôn giả lực lượng hệ phong vô tận ngưng tụ đến hình thành lồng giam cùng lúc đó đám cao thủ thiên phương tôn giả thích vô danh cũng tiến lên trước một bước áp sát nơi đây ngăn cản hỗn độn độc tôn xuất thủ ngược lại giác sơn tôn giả cười lạnh trong lòng đứng ở một bên không có động thủ bởi vì hắn biết tần trần chỉ có một những tôn giả khác mặc dù nhìn thế nhưng tuyệt không có khả năng nhìn thấy độ không tôn giả mang tên tần trần kia đi trước tiên để bọn họ giải quyết cửu mệnh yêu tôn rồi nói sau độ không tôn giả thôi động vô tận quy tắc không gian lập tức tần trần cảm thấy mình giống như lâm vào trong vũng bùn vô tận toàn thân đều không thể nào lay động lực lượng không gian bốn phía điên cuồng trói buộc đến thậm chí bài xích lực lượng của thiên đạo tạo thành khu vực riêng của độ không tôn giả không tốt trần đám người u thiên tuyết đều kinh hô thành tiếng sắc mặt đại biến bọn họ muốn ra tay nhưng những tôn giả khác trấn áp xuống cho dù nơi này có khí tức chí tôn thái âm lưu ly hình thành một đạo đại trận tàn phá đều trực tiếp nổ tung những tôn giả này số lượng quá nhiều một đạo khí tức thái âm lưu ly chí tôn không biết bao nhiêu vạn năm trước làm sao có thể ngăn cản huống chi đây còn là do u thiên tuyết kích hoạt dưới khí tức này cho dù đám người cơ vô tuyết cũng cảm thấy uất ức không cách nào ngăn cản uy áp khủng bố này bởi vì những người này đều là tôn giả của thế lực đỉnh cấp thiên giới quá mạnh mẽ tuyệt đối không phải là người bình thường trừ phi bọn họ đều đột phá đến cảnh giới tôn giả may ra mới có sức đánh một trận, mà hiện tại, nhiều cao thủ trấn áp như vậy, bọn họ làm sao có thể động đậy. Ồ, cô gái nhỏ này, khí tức trên người phi phàm, tựa hồ là lực lượng truyền thừa từ viễn cổ nào đó, loại khí tức này, bản chất thật là đáng sợ, chẳng lẽ là truyền nhân của vị đại năng đỉnh cấp viễn cổ kia. Bọn người U Thiên Tuyết muốn phản kháng, lập tức kinh động không ít cao thủ tôn giả ở đây, đám người thích vô danh nhau nhau nhìn lại, lộ ra sắc mặt khác thường. Bất kể là U Thiên Tuyết hay là khí tức trên thân đám người cơ vô tuyết, đều khiến bọn họ cảm thấy một chút đặc thù, tâm thần có chút rung động tuyệt đối không phải chuyện đùa hơn nữa khí chất tuyệt mỹ của đám người u thiên tuyết cơ như nguyệt cũng khiến cho những cao thủ tôn giả này ánh mắt lóe lên có chút động tâm phải biết bọn họ đều là cao thủ tôn giả hoành hành chiến trường vạn tộc cũng coi như là người nổi bật nhất nhân tộc gặp qua vô số mỹ nữ nhưng giờ phút này nhìn thấy đám người u thiên tuyết và cơ như nguyệt trong lòng vẫn khó nén được kích động ầm ầm nhảy lên trên sân không chỉ có mấy người u thiên tuyết cung chủ quản hàng cung cơ hồng trần úy tư thanh mộ dung băng vân tình tuyết tỉ muội cũng đều có hương vị riêng khí chất siêu việt để cho bọn họ động tâm không ngờ tới đông thiên giới này một chuyến lại có thu hoạch như vậy ánh mắt những tôn giả này lấp lóe đều có chút động tâm bất quá trước tiên phải bắt từng trần lại biết rõ tình huống cụ thể của đông thiên giới về phần những nữ tử khác còn không phải là tùy ý bọn họ lấy nghĩ đến lấy thực lực của bọn họ cùng cống hiến đối với thiên giới những nữ tử này còn không ngoan ngoãn ôn người chủ động hiến dân bản thân nghĩ tới đây ánh mắt bọn họ đều rơi vào trên người độn không tôn giả nhìn thấy làm sao bắt giữ từng trần quy tắc không gian đáng sợ quanh quẩn xuống bao trùm từng trần khiến từng trần không thể động đậy chẳng lẽ muốn một lần nữa đại khai sát giới trong lòng từng trần lạnh lẽo phẫn nộ không thôi hắn làm sao cũng không tưởng tượng được làm ra thế lực đỉnh cấp nhân tộc vậy mà đều là loại đức hạnh này tuy rằng ở đây không phải tất cả mọi người đều muốn động thủ với hắn nhưng đám người độn không tôn giả vẫn làm trong lòng hắn thất vọng để hắn đi theo những người này trở lại thế lực của bọn họ đó là tuyệt đối không có khả năng trừ phi hắn chết trong thân thể từng trần khí tức đáng sợ dũng động mặc dù đối mặt nhiều tôn giả như vậy hắn đều muốn ngăn cản chỉ là hy vọng đại hắc miêu có thể mang những người khác rời đi giờ khắc này ánh mắt u thiên tuyết và những người khác đều rơi vào trên người đại hắc miêu ao ước nhìn nó bởi vì nếu như nói ở đây ai có thể thay đổi tình huống thì chỉ có đại hắc miêu mịa sao đều nhìn ta vậy đại hắc miêu ở phía xa nói thầm để miêu gia ta nghĩ cách hả đây là khí tức gì vậy đột nhiên ánh mắt đại hắc miêu lóe lên nhìn về phía hư không xa xa lộ ra vẻ quỷ dị ngay sau đó thân hình đại hắc miêu nhoáng một cái trực tiếp biến mất trong hư không hư không tiêu thất không thấy mà lúc này ở trên bầu trời độn không tôn giả xuất thủ chột về phía từng trần ánh mắt từng trần băng hàng dĩ nhiên thúc giục kiếm trĩ thần bí trong cơ thể đang muốn ra tay chống cự dừng tay một tiếng gầm vang lên trong hư không phía xa một luồng tiên quang lấp lóe ngay sau đó một bóng người bỗng nhiên xuất hiện xuyên thấu hư không trực tiếp hàng lâm xuống nơi này trong tay xuất hiện một bảo tháp toàn thân phát ra khí tức tôn giả lại là một tên tôn giả hơn nữa cũng là nhân tôn đỉnh phong cao thủ hắn ra tay bảo tháp tỏa sáng khí tức cùng cuộn chấn động thiên địa một đòn này của độ không tôn giả lập tức bị ngăn cản lại một bảo tháp lơ lửng trên bầu trời phía trên có ký hiệu phong cách cổ xưa tảng mắt ra khí thương tan, mà một cổ khí tức tôn giả cường đại cũng lan tràn ra giống như có một vị tồn tại vô thượng giáng lâm đám người đụng không tôn giả giật mình nhìn người tới bao gồm giác sơn tôn giả cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì bọn họ đều đã nhận ra lai lịch bảo tháp phía trước đó chính là cổ thánh tháp là chí bảo của thiên công tác cổ thánh tháp người này là cao thủ thiên công tác sao từng trần giật mình nhìn bóng người phía trước sư tôn diệu quan thánh chủ đột nhiên kinh hô thành tiếng trong thần sắc có vẻ kích động người tới không phải ai khác chính là sư tôn của diệu quan thánh chủ chân ngôn tôn giả chân ngôn tôn giả là cao thủ nhân tôn đỉnh phong trong thiên công tác từ mấy chục vạn năm trước ở thiên giới đã có uy danh hiển hách là một luyện khí đại sư đỉnh cấp tại chiến trường vạn tộc cung cấp thánh binh bảo vật tự nhiên rất nhiều thế lực đều quen biết chân ngôn tôn giả nhìn diệu quan thánh chủ trong ánh mắt có sự vui mừng một đệ tử của hắn năm đó bởi vì phạm sai lầm bị phái đến quảng hàng phủ đông thiên giới không ngờ được nhiều năm trôi qua như vậy vậy mà cũng trưởng thành đến một bước này để cho hắn thoải mái trong lòng sung sướng bất quá hắn cũng không mở miệng mà là lạnh nhạt nhìn đám người độn không tôn giả nói chư vị người này là đệ tử của thiên công tác chư vị nếu có yêu cầu gì cứ đến thiên công tác ta hỏi thăm cần gì phải chém chém giết giết tại đông thiên giới phá hư thiên giới ổn định <laughs> ha ha chân ngôn tôn giả người này là đệ tử thiên công tác của ngươi sao chúng ta không biết độn không tôn giả trầm giọng nói người này lúc còn ở quảng hàng phủ đã từng gia nhập phân bộ thiên công tác của ta trở thành thánh tử của phân bộ thiên công tác ta nghĩ với tin tức của chư vị hẳn là phải rõ ràng chứ chân ngôn tôn giả nói nguyên lai like là cái này độ không tôn giả gật đầu nói việc này chúng ta đương nhiên nghe nói bất quá mọi người đều biết thiên công tác thánh tử chẳng qua là đệ tử phân bộ thiên công tác quản hàng phủ tuyển nhận mà thôi mà theo chúng ta được biết bất luận kẻ nào muốn chân chính gia nhập vào thiên công tác cần phải đi tổng bộ thiên công tác nhận sự gột rửa hơn nữa chiêu cáo thiên hạ mà người này còn chưa đi qua bởi vậy người này không thể xem như đệ tử chân chính của thiên công tác ngươi chẳng qua chỉ là chuẩn bị thân phận mà thôi bất kể như thế nào từng trần đều là đệ tử thiên công tác của ta chư vị nếu đến quản hàng phủ làm khách ta thay từng trần đáp ứng chư vị tỏ vẻ hoan nghênh nhưng chư vị nếu tới đây đại khái đánh nhau thiên công tác ta tuyệt không đồng ý chân ngôn tôn giả trầm giọng nói chân ngôn tôn giả ngươi sợ không phải đang nói mộng chứ hừ mặc dù ngươi là người của thiên công tác nhưng người này chúng ta hoài nghi có một ít bí mật của ma tộc bởi vậy muốn mang trở về thẩm vấn bất kể ngươi có phải là đệ tử của thiên công tác hay không bất luận người nào có quan hệ với ma tộc thế lực đỉnh cấp của thiên giới ta đều có tư cách tiến hành điều tra sao ngươi muốn lấy sức một người chống lại chúng ta đám người độn không tôn giả cười lạnh nói tuy chân ngôn tôn giả đến từ thiên công tác thân phận phi phàm nhưng bọn họ nhiều người như vậy ở đây chẳng lẽ còn sợ một mình chân ngôn tôn giả mặc dù là thiên công tác cũng không cách nào quản hạt nhiều thế lực đỉnh cấp như bọn họ Chư vị bản tôn tới đây không chỉ mang đến ý của thiên công tác ta cũng là ý tứ của vị kia chân ngôn tôn giả trầm giọng nói vị nào mọi người ngẩng ra lập tức trong mắt nổ bắn thần hồng lộ ra vẻ ngưng trọng người nói là không sai ý của tiêu giao chí tôn đại nhân chân ngôn tôn giả nói lập tức trên tràng truyền đến trận trận thanh âm xôn xao ý tứ tiêu giao chí tôn cái tên này nặng nề vô cùng đặt thật sâu trong lòng mỗi người có không ít người thậm chí lùi lại mấy bước lộ ra vẻ thấp thỏm hừ tiêu giao chí tôn thì sao hắn chỉ là một người phi thăng lên từ hạ giới mà thôi lúc nào thiên giới ta phải nhìn sắc mặt của hắn độ không tôn giả hư lạnh là ai nói xấu chủ nhân ngay lúc độ không tôn giả vừa nói xong đột nhiên toàn bộ đông thiên giới đều vang lên một đạo thanh âm băng lãnh là ai tất cả mọi người đều khiếp sợ thanh âm này trực tiếp vang vọng trên không toàn bộ đông thiên giới ầm ầm nổ vang tràn vào trong đầu bọn họ thậm chí căn bản không thể che đậy trong đầu nhiều cao thủ tôn giả đỉnh phong ở đây đều vang vọng thanh âm thâm trầm này phản phất vang lên ngay bên tai cả tòa đông thiên giới rung động răng rắc có một loại cảm giác như bị thanh âm này đè ép muốn nổ tung loại khí tức này quá kinh hãi sâu trong linh hồn tất cả mọi người ở đây hung hăng run rẩy có một loại cảm giác áp bách ở trên cấp độ sinh mệnh đặc biệt ý tứ trong lời nói của đối phương càng làm cho đám người độn không tôn giả kinh sợ nói xấu chủ nhân chủ nhân này là ai chẳng lẽ là tiêu giao chí tôn trong đầu bọn họ hiện ra một ít tin tức tiêu giao chí tôn không ít người cả kinh liên tục hít một hơi lạnh sắc mặt cực kỳ tái nhợt sẽ không phải là vị kia đến đây đấy chứ người nào giả thần giả quỷ độn không tôn giả trên mặt không nhịn được trầm giọng nói độn không tôn giả tâm miệng nếu thật sự là vị kia đến sợ là có đại họa thiên phong tôn giả vội vàng truyền âm sợ cái gì đông thiên giới chỉ có thể chịu được khí tức nhưng tôn đỉnh phong vậy một vị kia làm sao có thể hàng lâm nơi đây nếu cưỡng ép giáng lâm đông thiên giới chắc chắn sẽ vì vậy mà nổ tung lần nữa trở thành vũ trụ bụi bặm bất kỳ người nào cũng không gánh nổi trách nhiệm này đồn không tôn giả hư lạnh nói đây là chỗ dựa của hắn bởi vì hắn biết rõ cường giả vừa qua nhân tôn đỉnh phong căn bản không cách nào giáng lâm mà người dưới nhân tôn đỉnh phong hắn không sợ a à, rất ngông cuồng trước mặt bổn tọa dám nói lời ác ý với chủ nhân ta xem ra bản tọa rất ít hành tổ thiên giới đã không còn người nhớ tới uy nghiêm của ta một đạo lực lượng vô hình giáng lâm cổ thánh tháp trong tay chân ngôn tôn giả đột nhiên bay vút ra cổ thánh tháp nở rộ thần hồng ở trong hư không nổ vang ầm ầm không ngừng run rẩy đồng thời bên trong cổ thánh tháp có một luồng sức mạnh đặc thù hình thành hình thành nên một đường hầm hình chữ nhật hư vô từ trong thông đạo kia một bóng người mênh mông tự hồ đang chậm rãi đi tới có thần hồng màu vàng ống tỏa ra hào quang ngàn vạn chỉ là một bóng người mà thôi đồng thiên giới liền nổ vang ầm ầm giống như nổ tung tại chỗ khí tức này quá kinh khủng trấn áp tất cả ngay cả tôn giả như hỗn độn độc tôn cũng không chống đỡ nổi thanh khâu tử y và cửu mệnh yêu tôn trong cơ thể khí huyết bắt đầu dũng động kêu lên một tiếng đau đớn một bóng người kia hạ xuống vậy mà lại dẫn động yêu chi huyết trong người các nàng chẳng lẽ là vị kia trong lòng cửu mệnh yêu tôn rất hồi hộp Từng trần cũng là rung động không thôi khí tức khủng bố như vậy tuyệt đối vượt xa cửu mệnh yêu tôn và độn không tôn giả tuyệt không phải nhân tôn đỉnh phong có thể hình dung ai ai sắp tới đây chẳng lẽ cường giả vừa qua nhân tôn đỉnh phong không sợ thiên giới sụp đổ một lần nữa hóa thành phế tích sao chân ngôn tôn giả ngươi làm cái gì vậy lợi dụng lực lượng của cổ thánh tháp cưỡng ép để vị kia giáng lâm đây là muốn hủy diệt thiên giới chẳng lẽ không sợ bị trừng phạt sao đồn không tôn giả hét lớn một tiếng luồng khí tức này quá mức đáng sợ thật khiến đối phương giáng lâm còn không biết sẽ tạo thành phá hoại gì hắn giận dữ dự hét lên chư vị theo ta ra tay ngăn cản người này hàng lâm hắn liên tiếp ra tay từng luồng khí tức đáng sợ ngút trời như rồng bay lượn đánh về phía cổ thánh tháp muốn ngăn cản đối phương xâm nhập nhưng mà khí thế trong cổ thánh tháp toát ra còn đang tăng lên để lực lượng của hắn căn bản không cách nào chạm đến vẹn vẹn một cổ lực lượng tán dược ra liền ngăn cản độn không tôn giả tập kích dưới khí thế này bầu trời như muốn vũ phục trên bầu trời có mây đen cuồn cuộn thiên kiếp đang hình thành từng cái khe to lớn mơ hồ hiện lên giống như mở ra cái miệng nhỏ giữ tận màu đen đây là phản ứng của thiên đạo thiên giới một sinh linh vô cùng mạnh mẽ muốn đi vào vị diện này khiến cho thiên địa như lâm đại địch người này điên rồi sao chẳng lẽ muốn coi trời bằng vuông đám người u thiên tuyết và cơ vô tuyết thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người mà dưới khí thế chí cao vô thượng này mỗi người chân đều như nhũng ra thậm chí có cảm giác như muốn tê liệt ngồi dưới đất đúng lúc này bên trong cổ thánh tháp kia một bóng người to lớn cuối cùng đi ra ánh sáng màu vàng tỏa ra đây là một nam tử có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai một thân trường bào màu vàng vô cùng hoa lệ mái tóc vàng phấp phới kiêu ngạo bất tuân nhưng những thứ này đều là thứ yếu khí thế của hắn quá bàn bạc hắn xuất hiện ở vùng thế giới này cả tòa vấn hàng thiên tại đông thiên giới đều đang nổ vang lôi vừng càng ngày càng dày đặc phản phất như muốn đem toàn bộ năng lượng của thiên địa đánh xuống thiên địa run rẩy kịch liệt giống như muốn phá nát sắc mặt đám người đồn không tôn giả hoảng sợ từng người hoảng sợ lên tiếng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tức giận người tới chính là cường giả đỉnh cấp của yêu tộc trong truyền thuyết kim lân nghe đồn kim lân này kỳ lân không phải kỳ lân giống như rồng mà không phải rồng là dưới trướng tiêu giao chí tôn năm đó đi theo tiêu giao chí tôn từ hạ giới phi thăng lên từng bước một trở thành cường giả đỉnh cấp yêu giới nắm giữ thần uy vô tận là một trong những đại năng đỉnh cấp nhất tọa trấn yêu tộc ở chiến trường vạn tộc sao lại xuất hiện ở đây thiên địa đông thiên giới chấn động tiếng nổ vang dữ dội không dứt bên tai đâu đâu cũng có tiếng nổ thiên đạo không chịu nổi uy áp của nó đang hủy diệt kim lân người thân là yêu tộc lại mạnh mẽ xông vào đông thiên giới dẫn đến thiên giới lại lần nữa vỡ nát tiến vào hủy diệt chẳng lẽ không sợ trừng phạt sao độ không tôn giả giận dữ hét lên thân sắc hoảng sợ bọn họ sao cũng không ngờ tới kim lân cường giả bực này lại thật dám tiến vào đông thiên giới ồn ào kim lân khinh thường nhìn độn không tôn giả một cái một lực lượng vô hình bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể độn không tôn giả độn không tôn giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhật hắn liên tục lui về phía sau trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chỉ là một ánh mắt mà thôi vậy mà hắn đã bị thương những tôn giả khác đều kinh sợ nhìn bóng người đáng sợ này giận mà không dám nói gì lúc này đồng thiên giới không ngừng nổ vang giống như muốn nổ tung thật sự sắp không chịu nổi một cổ khí tức bản nguyên tán giật ra đây là lực lượng bản nguyên của thiên đạo muốn sụp đổ kim lân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trong tay nó xuất hiện một bảo vật hình tứ phương món bảo vật này lại có hào quang người màu đang dâng trào tuyệt vời đến cực điểm trong đó có lực lượng bản nguyên cực kỳ đáng sợ một kiện bảo vật này vừa xuất hiện đông thiên giới vốn bạo động đột nhiên tản mắt ra một cổ khí tức nóng rực phản phất như thiên đạo đều nhìn thẳng vào một kiện tứ phương thể này đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha